Trên thế giới, 7 lính Mỹ và đồng minh thiệt mạng do bị rơi trực thăng Miền Bắc Philippines bị lỡ đất nghiêm trọng sau bão Vamco Tại Việt Nam, thực hư quyền bất khả xâm phạm của Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát khi bị tố chiếm đoạt ngàn tỷ đồng Hung thủ sát hại tài xế Sơn bị bắt sau hơn 10 giờ gây án Chủ tịch hội phụ nữ xã bị tố lừa tiền tỷ Nhiều hộ dân ở Thanh Hóa Huấn Hoa Hồng bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ tin giả Bàn giao bản đồ địa hình Việt Nam Campuchia cho 22 cơ quan Bộ xây dựng nói gì khi nhiều dự án trụ sở chưa hết bảo hành đã xuống cấp Quý vị và các bạn đang đến với tin tức 24 giờ trên kênh FBNC. Thưa quý vị, một chiếc trực thăng chở lính gìn giữ hòa bình của Mỹ và đồng minh gặp nạn gần thị trấn Samenshek, khiến cho 7 trong 8 người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc trực thăng bị rơi có số hiệu là UH-60 Lake thuộc biên chế lực lượng đa quốc gia và quan sát viên MFO do Mỹ dẫn đầu, rơi gần thị trấn nghi dưỡng Sham el của Ai Cập. Năm lính Mỹ, một binh sĩ Pháp và một quân nhân xét đã thiệt mạng trong tai nạn. Một người lính Mỹ bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Quân đội Mỹ cho biết, tai nạn xảy ra trong một chuyến bay bình thường và đang mở cuộc điều tra nguyên nhân sự cố. Theo nhận định ban đầu, tai nạn có thể bắt đầu từ trục trặc kỹ thuật. Ngày 12 tháng 11 tại Philippines, một số con đường đã bị phong tỏa do lở đất ở phía bắc của nước này sau khi cơn bão Phamco đi qua, mang theo một đợt mưa lũ xối xả gây ngập lụt nghiêm trọng. Theo một đoạn video do một quan chức địa phương ở tỉnh Quirino quay lại, cho thấy cảnh người dân lội qua lớp bùn sâu tới đầu gối dọc theo một con đường. Các quan chức đã đăng trên Facebook và nói rằng một số con đường đã không thể đi qua sau lũ lụt và lở đất. Bão Vâm Cô đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng và gây ra trận lục tồi tệ nhất trong nhiều năm, nhấn chìm hàng chục nghìn ngôi nhà ở các vùng trũng thấp ở ngoại ô. Cơn bão đổ bộ khi quốc gia này vẫn còn đang hứng chịu cơn bão Goni, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, đã giết chết 25 người và phá hủy hàng ngàn ngôi nhà vào đầu tháng 11 cùng ngày biểu tình leo thang khắp cả nước Peru kể từ khi Tổng thống nước này, ông Martin Vizcarra chính thức bị Quốc hội Peru phế trúc vì các cáo buộc tham nhũng. Cảnh sát và người biểu tình đã đụng độ và hơi cay tràn ngập trên đường phố của Lima. Đám đông đã tụ tập trên đường phố trong nhiều ngày để phản đối các cuộc bỏ phiếu của Quốc hội, với hàng chục người biểu tình bị giam giữ sau khi đụng độ với cảnh sát. Trước đó, với 105 phiếu thuận trên tổng số 130 phiếu, Quốc hội Peru đã thông qua nghị quyết phế trước Tổng thống Vizcarra, với cáo buộc rằng ông đã nhận hối lộ 2,3 triệu son, tức là 637.000 đô la Mỹ, từ các công ty giành được hợp đồng xây dựng khi ông còn là thống đốc của tỉnh Mokigua, miền nam nước này, cũng như những chính sách ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của ông. Ông Viscara nói rằng các cuộc biểu tình phản ánh sự không hài lòng của người dân với tình hình. Trước đó, ông Viscara cũng bác bỏ những cáo buộc tham nhũng, đồng thời chỉ trích tiến trình phế trước ông được thực hiện bằng những cáo buộc chưa được cơ quan pháp luật kiểm chứng. Tuy nhiên, ông đã chấp thuận nghị quyết của Quốc hội về việc phế trước ông và đã rời văn phòng tổng thống trong hòa bình. Trong khi đó, Tổng thống tạm quyền của Peru, ông Manuel Merino kêu gọi người dân Peru bình tĩnh trong buổi tuyên thệ hôm 10 tháng 11. Và mới đây một người đàn ông 73 tuổi đã bị buộc tội cố ý giết con rể trong một vụ xả súng trong gia đình ở khu vực Upper North Shore của thành phố Sydney, bang New South Wales. Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã đến hiện trường, đó là một ngôi nhà trên Đại lộ Cao nguyên, Wahringah. Tại đây họ tìm thấy một người đàn ông 50 tuổi bị một vết thương do súng bắn vào cổ. Người đàn ông này đã ngay lập tức được điều trị tại hiện trường trước khi được đưa đến bệnh viện Royal North Shore nhờ được cứu chữa kịp thời sức khỏe của ông đã ở trong trạng thái ổn định hai khẩu súng đã được tìm thấy tại hiện trường vụ án và đang được các cơ quan chức năng đưa đi giám định pháp y Xin được chuyển sang những tin tức quan trọng trong nước. Như FBNC đã đưa tin vào hôm qua, việc phó giám đốc Trần Uyên Phương và nhiều lãnh đạo khác của tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tố chiếm đoạt tài sản hàng ngàn tỷ đồng đang khiến cho dư luận xôn xao. Và theo đơn tố cáo thì bà Uyên Phương là người chuyên cho vay tiền và bắt người vay phải ký hợp đồng giả Cách chuyển nhượng tài sản giá trị gấp hàng chục lần số tiền cho vay, sau đó biến giả thành thật để chiếm tài sản và chưa hết thông tin rằng bà Uyên Phương được hưởng quyền ngoại giao bất khả xâm phạm từng khiến cho các doanh nghiệp ngại ngần đâm đơn kiện. Sau khi có loạt đơn tố cáo Bộ Công an cho biết đang vào cuộc điều tra, trước mắt là đã tạm dừng mọi biến động tài sản có liên quan. Cùng lúc đó đã nổi lên tình tiết mới đáng chú ý, đó là Phó Tổng Giám đốc Trần Uyên Phương suốt thời gian dài cho thấy bản thân là lãnh sự danh dự của Cộng hòa Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh, theo đó được hưởng quyền ngoại giao đặc biệt. Nhiều luật sư cho rằng điều này khiến việc bà Trần Uyên Phương không đơn giản. Tuy nhiên theo thông tin từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Trần Uyên Phương đúng là lãnh sự danh dự của Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8 năm 2011, sau đó đến năm 2018, đại sứ quán Sudan thông báo gia hạn cho bà làm lãnh sự danh dự đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, từ đó đến nay chưa có thông báo mới. Như vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định bà Trần Uyên Phương không còn là lãnh sự danh dự của Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh do đã hết thời hạn bổ nhiệm việc mạo danh lãnh sự của bà Phương từ tháng 8 năm ngoái đến nay có vai trò ra sao trong vụ ồn ào nhà Dr. Thanh? chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin sau. Sau hơn 10 giờ đồng hồ sát hại tài xế sơ ở thành phố Buôn Ma Thuột, đối tượng Lê Văn Thành sinh năm 1996 trú tại xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk đã bị cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ. Trước đó, trên đường đón xe khách từ thành phố Buôn Ma Thuột về nhà ở huyện Buôn Đôn với mục đích trốn nợ. Thành đã có ý định cướp tài sản và đã ra tay đâm nhiều nhát vào người ông Nguyễn Văn Đông, 55 tuổi, trú tại huyện Romana, tỉnh Đắk Lắc. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng ông Đông đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Khai nhận với cơ quan điều tra, trước khi gây án, Thành xuống tỉnh Bình Dương làm công nhân, nhưng ham mê cờ bạc lô đề nợ tiền hơn 400 triệu đồng và bị con nợ truy tìm. Được biết, đối tượng Thành cũng từng có một tiền án về tội giao cấu với trẻ em. Để có tiền tiêu xài, một người mẹ trẻ đã đem vàng giả đến lừa tiệm cầm đồ với các thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng. Sự việc hy hữu này đã xảy ra ở thành phố Phan Rang của Tháp Chạm, tỉnh Ninh Thuận. Tòa án Nhân dân thành phố Phan Trang, Tháp Chàm vừa xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn, 34 tuổi, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 540 triệu đồng. Cụ thể là vào tháng 9 năm 2019, Sương mua vàng giả trên mạng rồi đem đến tiệm cầm đồ thế chấp. Để tạo niềm tin, Sương nói mình cũng là người trong nghề, do cần tiền gấp nên mới cầm cố 84 món nữ trang. Sau đó Sương còn trả lãi đúng hẹn nên không khiến đối phương nghi ngờ. Đến 6 tháng sau, mãi không thấy Sương quay lại chùa nữ trang. Chủ tiệm cầm đồ đưa đi kiểm tra thì phát hiện toàn bộ đều là vàng giả. Theo đơn tố cáo của nhiều hộ dân ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, bà Vũ Thị Hàng, Chủ tịch Liên Hiệp Phụ Nữ xã đã vay tiền của họ từ năm 2016 đến nay nhưng không trả theo thỏa thuận. Số tiền có thể lên tới hàng tỷ đồng khiến cho nhiều người lâm vào cảnh lao đào túng quẩn. Theo các đơn tố cáo Kết thúc lừa đảo của bà Hằng là nói với người dân cần mượn tiền do Ủy ban nhân dân xã xây dựng nông thôn mới, sửa chữa trạm y tế, trường học. Bà Hằng còn dùng dấu của Hội Liên hiệp Phụ nữ để đóng dấu vào nhiều giấy tờ, hoặc hứa hẹn đề bạc người đóng góp vào các vị trí lãnh đạo trong ủy ban xã. Tuy nhiên, từ tháng 6 năm 2020 khi hàng chục người dân muốn bà Hằng hoàn lại tiền thì người này lẩn trốn cả nhà riêng và văn phòng làm việc của bà Hằng ở Ủy ban Nhân dân xã đều đóng cửa than cài. Đến nay, đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Đa Lộc đã mời bà Hằng lên làm việc 4 lần. Theo đó, người phụ nữ thừa nhận có vay mượn tiền của người dân với số tiền hơn 2 tỷ đồng để sử dụng vào việc cá nhân. Sau đó, đảng ủy đã thành lập tổ công tác để xác minh vụ việc, nhưng chưa có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cũng nắm được thông tin và đang tiến hành điều tra vừa qua thanh tra sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Lê Đình Long nhân viên của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên tài chính Sinh hai Việt Nam cụ thể là ông Lê Đình Long đã thiết lập trang thông tin điện tử techcombank365.com sử dụng thông tin của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank gồm logo, hình ảnh để quảng cáo dịch vụ vay vốn mà không được sự đồng ý của Techcombank. Hành vi này đã vi phạm quy định về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Mới đây, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Xuân Huấn do hành vi cung cấp phát tán thông tin giả mạo Đài truyền hình Việt Nam trên tài khoản Facebook cá nhân Huấn Hoa Hồng. Trước đó, ngày 23 tháng 10 năm 2020, trên fanpage Huấn Hoa Hồng của ông Bùi Xuân Huấn, Chú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội đăng tải video clip các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung gắn logo biểu tượng của VTV, sử dụng nội dung phóng sự của chương trình đài truyền hình Việt Nam và có chỉnh sửa lồng ghép hình ảnh cá nhân ông Huấn đi làm từ thiện. Ngay sau khi có thông tin phản ánh ngày 24 tháng 10 năm 2020, ông Huấn đã gỡ bỏ video clip trên. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, Bùi Xuân Huấn thừa nhận đây là video clip giả mạo VTV. Clip này Huấn được một người hâm mộ gửi đến do không biết là video cắt ghép chỉnh sửa nên Huấn đã cho đăng trên fanpage cá nhân. Dù video clip đã được gỡ bỏ trên tài khoản Facebook Huấn Hoa Hồng, nhưng việc tung tin giả mạo của ông Bùi Xuân Huấn cũng đã vi phạm quy định pháp luật. Do đó, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Bùi Xuân Huấn do có vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội. Thưa quý vị, ca sĩ Phương Thanh, đã đăng tải status trên Facebook gây xôn xao dư luận, cụ thể là ca sĩ này cho rằng đoàn từ thiện đến nơi thì người dân chỉ canh me nhận tiền còn đồ nhu yếu phẩm thì vứt bỏ. Ngay sau đó thì tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi làm việc trực tiếp với ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ này nói sẽ xóa bài viết cũ và đăng một bài viết mới trên Facebook để đính chính cụ thể và xin lỗi về vụ việc này. Ngay sau trạng thái của ca sĩ Phương Thanh, phần lớn bình luận bức xúc phản đối nội dung này, đại diện của tỉnh Quảng Ngãi xác định vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỉnh, đồng thời yêu cầu ca sĩ Phương Thanh cần làm rõ việc cô có đến Quảng Ngãi làm từ thiện hay không. Phía ca sĩ Phương Thanh vòng vo cho rằng cô có đến Quảng Ngãi nhưng không cung cấp được địa chỉ cụ thể nơi đến làm từ thiện. Cô nói bài viết trên Facebook không hề nhắm vào người dân Quảng Ngãi, không có ý làm cho người Quảng Ngãi bị tổn thương. Tuy nhiên theo xác minh, cơ quan công an cho biết ca sĩ Phương Thanh không xuất hiện ở miền núi của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian từ giữa tháng 10 đến nay, đại diện của Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ngãi yêu cầu ca sĩ Phương Thanh gỡ bài viết và có câu trả lời thỏa đáng với tỉnh. Sau đó, tỉnh sẽ đưa ra cách xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Mai Chiết Trung, Hải trưởng Hạ kiểm lâm huyện Đam Rông, Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng lâm sản vừa xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ngày 10 tháng 11, đơn vị nhận được phản ánh của người dân về tình trạng khai thác rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra tại Lô A, khoảnh 8, tiểu khu 214 thuộc Lâm Phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liên quản lý, lực lượng chức năng phát hiện có 29 cây thông ba lá thuộc nhóm 4 đã bị các đối tượng triệt hạ. Theo thống kê ban đầu, tổng khối lượng lâm sản thiệt hại trên 32 mét khối gỗ, trong đó có lượng gỗ còn sót lại tại hiện trường. Các đối tượng chưa kịp chuyển đi là 9,4 mét khối. Tổng diện tích rừng bị tác động lên tới hơn 2 hecta. Toàn bộ 29 cây thông bị đốn hạ đã bị các đối tượng cắt xẻ thành từng khúc để dễ vận chuyển ra khỏi rừng. Tại hiện trường, vị trí các cây bị khai thác nằm rải rác đã phát cỏ để trồng cà phê và keo. Trước đó, ngày 9 tháng 11, lực lượng chức năng cũng phát hiện một vụ phá rừng lớn tại tiểu khu 132 thuộc địa bàn của xã Đà Sa, huyện Lạc Dương. Qua xác minh ban đầu, có tới 6 vị trí các đối tượng tác động, khối lượng gỗ thiệt hại hơn 140 mét khối. Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên của tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng, ngọn lửa bùng lên từ khoảng 5 giờ chiều của ngày 12 tháng 11 và không thể dập tắt suốt 7 tiếng đồng hồ sau đó. Nguyên nhân vì đây là nơi trồng bạch đàn, loại cây có nhiều tính dầu bén lửa rất mạnh. Ngoài ra, việc thời tiết hành khô, địa điểm hiểm trở, Đám cháy xảy ra từ chiều cho đến đêm khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn và đến rạng sáng của ngày 13 tháng 11 hơn 70 chiến sĩ mới kiểm soát được vụ hỏa hoạn. Rất may là không có thiệt hại về người nhưng khoảng 10 hecta rừng trồng đã bị cháy rụi lớp thực bì. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Mặc dù được quảng cáo là đá tự nhiên, độ bền 70 năm nhưng chỉ sau 1 cho đến 2 năm sử dụng thì nhiều đoạn vỉa hè lát đá tự nhiên tại thành phố Hà Nội đã vỡ nát xuống cấp nghiêm trọng. Cuối năm 2016, thành phố Hà Nội ban hành quy định mới về cải tạo hè phố. Trong đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2020, vỉa hè của hơn 900 tuyến đường tại 12 quận nội thành được thay thế từ gạch truyền thống sang đá tự nhiên, có kết cấu bền vững với tuổi thọ lên đến 70 năm. Thế nhưng, nhiều con đường nội ô của thành phố Hà Nội hiện đã xuất hiện những vị trí đá lát bị bung vỡ sụp lúng sâu lệch. Vỉa hè ở đây đang giống công trình đang thi công hơn là vỉa hè đang được sử dụng. Những viên đá lát bong ra để lộ lớp nền bê tông vừa gây mất mỹ quan đô thị lại gây khó khăn cản trở cho người dân đi lại trên vỉa hè. Thông tin từ công an của tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng của đơn vị này mới đây đã phát hiện bắt giữ một xe ô tô tải đang vận chuyển gần 1.000 chai rượu ngoại nhập lậu đang trên đường đưa ra Hà Nội để tiêu thụ. Trước đó, vào ngày 11 tháng 11, tại khu vực quốc lộ 1A thuộc địa phần của xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, Ninh Bình, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 51C35899 kéo theo Romoc biển kiểm soát 51R05637 do Lê Trương sinh năm 1976 trú ở xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển gần 1.000 chai rượu mang các nhãn mát nước ngoài như Chivas, Black Label, Tiến hành kiểm tra số hàng hóa trên, lái xe Lê Trương không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá của lô hàng khoảng 1,2 tỷ đồng. Bước đầu tài xế Lê Trương khai nhận vận chuyển thuê số rượu trên từ Quảng Trị ra Hà Nội tiêu thụ. Quá trình vận chuyển tới vị trí trên thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được làm rõ. Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với ngành chức năng liên quan để điều tra vụ chính học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện điều trị sau bữa ăn chiều tại trường mầm non Trường Sơn, thuộc xã Trường Sơn của huyện Đức Thọ. Được biết, các cháu tại trường gồm ăn cơm trắng, trứng gà, canh hẹ nấu với thịt heo nạc, bữa chiều gồm cháo bồ câu, Thực phẩm và rau xanh đều được nhà trường mua tại địa phương. 30 phút sau khi ăn, các cháu từ 3 đến 4 tuổi đều có biểu hiện đau bụng nôn và đi ngoài. Hiện ngành y tế đã lấy các mẫu thực phẩm ở nhiều bữa ăn khác nhau gửi đến chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm để xét nghiệm tìm ra nguyên nhân. Chuyển sang một thông tin khác, mới đây, Bộ đội Biên phòng đã đề nghị Chính phủ đầu tư hệ thống camera giám sát để tăng cường quản lý biên giới. Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Thiếu tướng Lê Văn Phúc nói việc lắp đặt camera sẽ góp phần giúp cho lực lượng biên phòng kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới cả phía Bắc và phía Nam. Theo ông Phúc, trong giai đoạn bình thường mới, biên phòng vẫn duy trì 1.606 tổ chốt với hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ thường xuyên tuần tra kiểm soát biên giới, đường mòn lối mở. Tuy nhiên, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vẫn diễn ra liên tục. Từ ngày 1 tháng 10 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện khoảng 3.700 người xuất nhập cảnh trái phép, phần lớn là người Việt Nam đi lao động bị Trung Quốc đẩy về, gần 3 3.300 người, nhiều đường dây tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua mạng xã hội bị khởi tố. Thưa quý vị, bản đồ địa hình biên giới Việt Nam Campuchia tỷ lệ 1 phần 25.000 đã được Bộ Ngoại giao vắng tay cho người dân chịu ảnh hưởng của mưa lũ để ổn định cuộc sống. Xin được chuyển sang những thông tin bất động sản liên quan đến sự cố gối cao su tuyến metro số, số 1 bị rơi, ban quản lý đường sắt đô thị đã tiếp tục có công văn yêu cầu liên doanh NJPT, đơn vị giám sát tư vấn dự án Metro số 1, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến sự cố trên. Trước đó, thì Ban Quản lý Đường sắt Đô thị đã yêu cầu liên doanh này tổng nhà thầu EBC liên doanh Sumitomo Senco 6 khẩn trương xác định đúng bản chất sự cố, báo cáo sự việc và đưa ra phương án khắc phục sửa chữa. Qua báo cáo ban đầu từ giám đốc dự án liên doanh Sumitomo Senco 6, thì đây là sự cố đơn lẻ tại một vị trí và hiện sự cố trên đã được khắc phục. Ủy ban Nhân dân của tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích gần 80.000 80 m2 đất rừng đã cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ đô thị thành phố Đà Lạt thuê ở phường 7 thành phố Đà Lạt. Với nguyên nhân công ty này vi phạm pháp luật đất đai và đầu tư theo kết luận 929 ngày 12 tháng 6 năm 2020 của thanh tra chính phủ và doanh nghiệp tự nguyện trả lại đất. Trước đó từ năm 2013 tỉnh Lâm Đồng đã cho công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt thuê diện tích nói trên để thực hiện dự án vườn ươm. Tuy nhiên công ty không triển khai thực hiện dự án, chưa làm thủ tục điều chỉnh tên công ty sau khi cổ phần hóa, chưa điều chỉnh tên hợp đồng thuê đất đã ký. Hiện diện tích đất rừng trên tỉnh Lâm Đồng đã giao cho ban quản lý rừng lâm viên quản lý bảo vệ Trước những phản ánh của cử tri về một số dự án trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị khi chưa hết bảo hành đã xuống cấp, Bộ Xây dựng mới đây đã có văn bản trả lời các ý kiến trên. Bộ Xây dựng cho biết về cơ bản chất lượng công trình xây dựng đã được kiểm soát tốt, tuy nhiên vẫn còn một số ít các chủ đầu tư không thực hiện việc báo cáo, tự ý đưa công trình vào sử dụng khi chưa có kết quả nghiệm thu, điều này là do ý thức chấp hành của một số chủ đầu tư chưa cao các chế tài xử lý vi phạm còn chưa đủ sức răng đe, công tác theo dõi kiểm tra giám sát của các cơ quan có thẩm quyền còn chưa chặt chẽ. Thời gian tới, Bộ sẽ có những hướng dẫn cụ thể trong việc tăng cường kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng, nâng cao chế tài xử lý đối với các công trình vi phạm. Ngoài ra, sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tăng cường kiểm tra kiểm soát chất lượng của các công trình xây dựng. Sau đây là chuyên mục cảnh báo, thưa quý vị, mới đây, hãng bảo mật Casper Sky đã lên tiếng cảnh báo về một loại mã độc ngân hàng mới có tên là Gmod đang tấn công người dùng di động trên toàn cầu. Là một mã độc mới, Trojan Gmod tấn công ngành ngân hàng và thực hiện việc đánh lừa nạn nhân cài đặt file mã độc thông qua một nội dung email thông báo rằng người nhận đang mắc một khoản nợ nào đó, email còn chứa một liên kết để lừa nạn nhân click vào để tìm hiểu thêm thông tin. Sau khi được cài đặt, mã độc sẽ gửi thông điệp lây nhiễm thành công về máy chủ. Thông điệp bao gồm số điện thoại, thông tin khóa chế độ bảo mật màn hình và danh sách các ứng dụng đã được cài đặt có thể bị tấn công. Gmod có thể do thám 153 ứng dụng di động, chủ yếu là những ứng dụng di động từ các ngân hàng, tiền mã hóa và thị trường chứng khoán chuyên gia bảo mật của casper sky cảnh báo các tổ chức tài chính cần theo dõi các mối đe dọa bảo mật này một cách chặt chẽ đồng thời cải tiến quy trình xác thực tăng cường công nghệ chống gian lận và dữ liệu thông tin về mối đe dọa bảo mật cũng như tìm hiểu và giảm thiểu toàn bộ rủi ro gây ra bởi mã độc di động này trong những tháng cuối năm này, hoạt động mua bán hàng hóa trực tuyến diễn ra sôi nổi. Cùng với đó, nhiều cơ sở kinh doanh đã lợi dụng ngày hội siêu khuyến mãi để tung ra những đợt chiêu trò trục lợi, đẩy hàng giả hàng kém chất lượng ra thị trường. Cụ thể, nhiều chủ cơ sở kinh doanh lấy lý do vỏ hộp sản phẩm bị hư hỏng nên sale với giá rẻ. Hoặc các phổ biến hơn đó là nói khách quét mã vạch để khẳng định sản phẩm là hàng thật. Thế nhưng, theo đại diện của ứng dụng quét mã vạch iCheck, việc này không có giá trị. Theo đó, mã vạch chỉ là nơi để truy xuất thông tin về sản phẩm. Nó không có ý nghĩa phân biệt sản phẩm đó là thật hay giả. Vì vậy, việc quét mã vạch sản phẩm để phân biệt thật giả là không có cơ sở. Hiện nay, quy định về mức phạt đối với doanh nghiệp có hàng hóa có dấu hiệu hàng giả chưa đủ sức răng đe. Theo luật thương mại hiện nay, chỉ không quá 8% phần giá trị bị vi phạm rút kinh nghiệm từ thời điểm cận tết năm ngoái khi các băng nhóm trở nên manh động hơn ở các khu công nghiệp công an của tỉnh đồng nai đã ra cảnh báo người dân cần chú ý bảo quản tài sản kỹ càng đáng chú ý là trong thời gian vừa qua trên địa bàn của tỉnh cũng đã xảy ra các vụ cướp táo tợn trong những tháng cuối năm, Đồng Nai liên tiếp ghi nhận nhiều vụ cướp giật, nhất là ở các khu vực có đông công nhân sinh sống. Mới đây nhất vào cuối tháng 10, công an thành phố Biên Hòa đã bắt khẩn cấp băng cướp nhí gồm 4 đối tượng, mới 15-16 tuổi nhưng đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật tài sản ở Biên Hòa và các huyện thống nhất trảng bom. Mục tiêu mà nhóm này nhắm đến là những người đi một mình trong đêm khuya ở những khu vực vắng người. Vì vậy, bên cạnh công tác phòng chống tội phạm, cơ quan chức năng đang tăng cường cảnh báo người dân trên địa bàn điều cần lưu ý hàng đầu là tránh ra đường một mình vào sáng sớm và buổi đêm, nhất là đối với phụ nữ. Ngoài ra không nên để điện thoại hay đeo trang sức hở, tránh kích động lòng tham của đối tượng trộm cắp. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức 24 giờ ngày hôm nay trên kênh FBC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Sau đây mời quý vị đến với các bản tin tiếp theo của chúng tôi.